Bạn. Mình chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể chuyện phố cây xanh. Đầu tiên là dê đang treo những ấm trà ở khu vườn của mình. Hưu đang là heo sở thích yêu thích của mình. Hưu đang dán những ngôi sao nhưng cuốn cô lại đến phản ảnh. Cậu làm thế là sai rồi. Nhưng bạn Hưu lại nói: tớ thích làm theo ý của tớ, cậu ra chỗ khác đi. Thế là bạn cuốn cũng kệ bạn Hưu luôn. Bạn cuốn quyết định sơn lại hàng đào ở vườn mình. Và bạn đó và phố cây xanh có nhiều kiểu trang trí khác nhau và nó rất đẹp. Đây và đến đây là hết. Mình chào các bạn, con chào các cô.